Hello, xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Go Việt Ho Sola. Kênh Go Việt Ho Sola là kênh của học sinh mình quản lý. Kênh mục đích ghi lại những cái hành trình trên những cái quãng đường quen thuộc để đi qua. Hiện bây giờ đang đi trên đường Phạm Văn Chiêu. Phạm Văn Chiêu. Ở đây có chợ, biết là có chợ trong không, nhưng mà chợ tự phát ở hai bên đường thì rất chi là nhiều. Và các cái thứ tiếng âm thanh rao bán. Đủ các thứ tiếng luôn. Và đây có nhà thờ Thạch Đà. Họ buôn bán ở đây. Nếu mà kia có một cái chợ và chợ Tự Phát là mặt ngay trước cái con mắt luôn. Các tiểu thương buôn bán nhỏ không vào trong chợ và bán ở phía ngoài. Ở đây có cái chợ chứ, nhưng mà có chợ này, có chợ Thạch Đà. Có chợ Thạch Đà. Và các tiểu thương buôn bán dọc ngoài đường cũng rất là sầm uất. Cam vinh không phải là cam của xã đoài nhỉ, cam của xã đoài cái giá là cũng mắc luôn. Vinh nổi tiếng của đất Nghệ An đó là cam xã đoài. Cao tầng. Đây nhà lên một thấp thôi. Những cái cửa hàng trái cây vô cùng nhiều. Trái cây thì trái cây Trung Quốc thì nhiều hơn trái cây Việt Nam. Không biết mùa dịch này hàng Trung Quốc về có được không? Người ta nói gọi là những cái mẫu mà trái cây mà đẹp lắm. Quán cà phê cũng tương đối đẹp, buôn bán cũng rất nhiều thứ mặt hàng trên con đường này. Đường Phạm Văn Chiêu. Trên đường này chủ yếu là dân cư miền Bắc nhập cư của những năm 75, những năm 75, năm 54 thì cũng có rất ít, năm 54 tập trung về quận Tân Bình và những cái vùng những kia nhiều hơn.
trên hệ thường năm 75 và những hộ gia đình mới vô sau này họ làm ăn tập nghiệp ở khu này đã phát triển lên tương đối sầm uất rồi.